Từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xảy ra một số vụ cướp giật tài sản. Trước thực trạng này, công an huyện đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhanh các đối tượng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là nhóm gồm 9 đối tượng đã bị công an huyện Long Thành bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng xe máy phân khối lớn, đi thành từng cặp, mang theo các loại hung khí như dao, mã tấu, bình xịt hơi cay để uy hiếp khi nạn nhân có phản ứng chống trả. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện 31 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện Long Thành, huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng, 13 xe máy, 3 sợi dây chuyền và nhiều mã tấu, bình xịt hơi cay. Em đi thường là 3-4 người điều khiển xe trắng xanh gây xe chia màu đen hồng với winner trắng. Tụi em đi thường mang theo hung khí là bình xịt hơi cay với cây mã tấu dài 80cm. Khi gặp nạn bị hại, tụi em ám sát vô để giật. Thành công thì em thường hay đi lên cắn địa. Có nhiều khi một hai vụ thì em ra tay giật. Với phương thức thủ đoạn, dùng xe ép người bị hại ở những đoạn đường vắng để cướp tài sản, hai đối tượng Nguyễn Văn Quyên, 24 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, cùng đối tượng Ngô Hoàng Khang, chưa rõ lai lịch, đã ra tay giật sợi dây chuyền trị giá gần 13 triệu đồng trên cổ của anh Võ Thành Tuấn Em, ngụ xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Vào cuộc điều tra, công an huyện Long Thành đã nhanh chóng truy bắt được đối tượng Nguyễn Văn Quyên. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành đang truy bắt đối tượng Khang. Em với Ngô Hoàng Khang ở quán cà phê Phú Đá. Ngồi uống cà phê chút xíu thì Khang rủ em đi cướp giật tài sản, giật dây chuyền. Khang chở em đi vô đường xã Tam An. Em chờ chiều, có thấy một người đàn ông trên cổ có đeo sợi dây chuyền. Khang ám sát lên em giật. Em giật bàn tay phải. Giật xong thì Khang chạy về chờ cô quát. Khang bỏ em đó, Khang chạy đi bán. Xong khoảng 5 phút thì Khang chạy ra đưa em 3 triệu. Thì 3 triệu đó em tiêu xài hết. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản. Trong đó công tác rà soát, xác định địa bàn, tuyến, đối tượng trọng điểm để tập trung đấu tranh. Bên cạnh đó kết hợp với công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cũng như là nâng cao hiệu quả cái công tác tuần tra nghiệp vụ kết hợp với tuần tra 161 để góp phần đấu tranh với cái tội phạm đường phố. Không chỉ đấu tranh triệt phá các băng nhóm cướp giật tài sản, công an huyện Long Thành còn tổ chức tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, đồng thời tăng cường công tác quản lý địa bàn, bố trí lực lượng tuần tra ở những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an, mỗi người dân hãy tự nâng cao ý thức cảnh giác, không tạo điều kiện sơ hở khi mang theo tài sản lớn để kẻ gian lợi dụng gây án. Khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn.